Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Hoàng Trường Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả Cà Phê Sáng Sát Thời Sự Thế Giới trong ngày thứ tư hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết ngày hôm nay có vẻ mát hơn những ngày trước. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì họ nói là bắt đầu trời se lạnh rồi. Khi mà đến trưa, nhiệt độ cao nhất chắc khoảng 80-81 thôi thưa quý vị, giảm hẳn so với những ngày trước. Và bắt đầu từ ngày mai đó thì cái nhiệt độ nó quanh quẩn khoảng đâu 78, có những ngày lên 80-81 là cao nhất thôi. Từ đây đến nguyên cuối tuần đó thì buổi sáng trời nó cứ âm u, có một số nơi sẽ có mưa nhỏ nhỏ và gió thì khoảng gần 10 dặm một giờ, cho nên là thấy hơi lạnh thôi quý vị. Đó thì cư dân ở phía tây bắc Florida, xưa nay thì thực sự hiếm gặp bão, nhưng mà lần này cơn bão đang tiến vào và có nguy cơ sẽ đi vào ngày mai Thảo Yên, hay là vào thứ tư. Thưa quý vị, đây là hướng đi của cơn bão Helen theo dự báo ngày hôm nay, và khi tiến vào, đây là khu vực của thủ phủ Tallahassee của Florida sẽ bị ảnh hưởng tại nơi đây. Trước đó thì các hình ảnh từ Cuba cho tới Mexico cũng cho thấy người dân phải đương đầu với bão. Một trong những khó khăn mà dự báo khí tượng cho biết và nguy hiểm nhất là khi bão tiến vào bờ biển, nâng cái sóng biển, mực nước biển dự đoán lên tới 15 feet, 5 thước cao. Vì thế những cái căn nhà dọc theo các bãi biển ở cái khu vực này sẽ bị ảnh hưởng rất nặng thưa quý vị. Bão đang tiến vào rồi và phần lớn chúng ta thấy di chuyển cứ 10 dặm. Cái vùng vịnh Mexico trong năm nay nó bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà bên phía Đại Tây Dương đó, Caribbean, lại ít bão hơn. Mặc dù trước đó họ nói dự đoán thì có nhiều cơn bão, nhưng mà liên tục chúng ta thấy đó, tiến vào cái khu vực vịnh Mexico này, đến hôm nay là có 2 cơn bão lớn rồi, và dự đoán là cấp 4 trở lên. Sức gió khi tiến vào bờ biển ở cái khu vực Tây Bắc Florida có thể lên tới 140 dặm. Có dự đoán thì tùy theo nước biển có nóng lên nhiều nữa hay không. Nước biển càng ấm nóng thì bão càng lớn. Cho nên từ bây giờ tới ngày mai đó, họ vẫn còn đủ thì giờ để tin liệu xem bão sẽ tiến vào cái khu vực này với cái cấp gió như thế nào. Nhưng mà dự đoán từ cấp 3 trở lên thưa quý vị, thì toàn bộ các cư dân hôm nay họ đã lục tục từ ngày hôm qua rồi, đang lục tục để rời khỏi nơi đây. Đến chiều nay ở Florida đó, thì các cư dân ở cái khu vực này bắt đầu cảm nhận cái sức gió như thế nào. Tình hình tài chính ngày hôm nay, Dow Jones xuống 203 điểm, còn 42.000 mà thôi. Nasdaq lên 32, S&P 500 xuống 2 điểm. Còn trái phiếu 10 năm là 3,77. Giá dầu xuống 66 sen, 70 đồng 90 sen, và vàng lên 5 đô ở mức 2.682 đô la một troy ounce. Cũng tiếp tục mỗi ngày mà quý vị thấy giá vàng lên là mức kỷ lục mới tại thị trường thế giới hiện nay. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì một cái tổ chức vô vị lợi đại diện cho người hai sinh mà ở tại Ohio đó đã chính thức nộp đơn, xin lỗi quý vị, truy tố ở Ohio. Họ có cái luật cũng khá lạ, đó là bây giờ đó cái tổ chức này thông qua luật sư truy tố ông Trump và ông Vance. Họ nói là bởi vì những cái câu chuyện không có thật, những cái lời bịa đặt
của hai ông mà nó đã gây ra, thứ nhất cộng đồng người Haiti ở đây bị đe dọa, gây ra những cái sự xáo trộn, trường học đóng cửa, rồi con nít không được, không dám đến trường, vân vân. Thì họ nói là đều tại vì hai ông hết. Thì cái tổ chức này đó có tên là Haitian Bridge Alliance, thưa quý vị, và luật sư của họ là bà Sobo Chandra. Ở tại Ohio họ có một cái luật là cho phép người dân bình thường, thưa quý vị, private citizen, có thể nộp hồ sơ truy tố một người khác nếu như mà cái người bị truy tố đó phạm những cái tội gì đó, nhưng mà giống như là công tố viên của cái quận hay của cái thành phố đó không làm gì cái người mà phạm tội chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái luật này cũng nói là trước khi mà có thể nộp hồ sơ truy tố một người đó, thì cái người hoặc là cái tổ chức nào đó muốn nộp hồ sơ phải thành lập ra những cái cuộc họp hội đồng ở tại cái thành phố đó trước đã. Thế nhưng theo như báo chí địa phương họ tìm hiểu đó, thì cái tổ chức Haitian Bridge Alliance này chưa hề có cái cuộc, bất kỳ một cuộc họp nào ở tại Springfield cả, mà họ đã đi nộp đơn truy tố. Thì bây giờ các bước đó theo thủ tục pháp lý thì nó không có đúng lắm. Tuy nhiên phía sở cảnh sát ở Springfield cũng như là ông thị trưởng Springfield đó, thì họ cũng xác nhận là từ lúc mà ông Trump với lại ông Vance liên tục cứ phát biểu về những cái chuyện người Haitian ở đây ăn thịt chó mèo rồi bắt vịt để ăn đó, thì tổng cộng các trường học và các cơ sở của chính quyền ở đây bị nhận 33 cái cuộc gọi email dọa đánh bom, dọa giết, vân vân. Và cái chuyện mà một số trường học họ phải đóng cửa mấy ngày trong những cái ngày đó là chuyện có thật. Và cái cuộc sống của cộng đồng người Haiti ở đây trong mấy tuần vừa qua đó nó bị xáo trộn thì cũng là có thật. Tuy nhiên bây giờ không biết là cái chuyện mà bây giờ cái tổ chức mà nộp đơn truy tố ông Trump với lại ông Vance đó, họ đã làm sai các bước thủ tục pháp lý, thì không biết là liệu cái việc truy tố của họ có thành công hay không. Vâng, đó chúng tôi nhìn qua và dịch sang tiếng Việt thì đây là những điều khoản hình sự mà bên phía kiện truy tố. Và như Thảo Yên trình bày đó, ở Ohio khác rất nhiều với các tiểu bang khác, nếu có những cái vấn đề mà gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, công dân có quyền truy tố trực tiếp luôn, charge, và thậm chí yêu cầu cảnh sát bắt giữ cái kẻ đó. Nếu cảnh sát họ thấy lời khiếu nại mà có thật, chính xác, họ sẽ bắt, ví dụ như là cầm súng đe dọa, vân vân, thì quyền công dân được có cái đó. Thì liên quan tới cái việc mà tuyên bố chó mèo ăn thịt chó mèo người Haitian á, thì đây là các điều khoản luật được đưa ra. Thứ nhất, ông Trump và J.D. Vance làm gián đoạn dịch vụ công, tạo báo động giả, đồng lõa hai người hợp tác với nhau, quấy rối truyền thông, quấy rối viễn thông, ở đây có nghĩa là đưa ra các thông điệp, hai người ở xa nhưng mà đưa ra các thông điệp gây ảnh hưởng tới cái khu vực này, mối tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng, mối đe dọa nghiêm trọng có. Và truy cứu hình sự thì tất cả đều là những tuyên bố giả. Chúng ta cũng biết luật liên bang của Hoa Kỳ, thưa quý vị, nếu quý vị xuất hiện ở một nơi đông người mà tuyên bố có bom, thì khi mà tuyên bố như thế mà không có điều gì xảy ra, nhưng mà người ta bỏ chạy, té ngã, có người dập đầu xuống chết hoặc là bị thương, cái người đó được quyền truy tố, đây là luật liên bang. Thì ở tại Ohio họ có những cái luật định như vậy. Khi mà ông Trump tuyên bố người Haitian ăn thịt chó ở đây đó, những người da trắng, những người thương chó mèo và thậm chí kỳ thị đó, họ đã thực hiện những cái lời đe dọa, gọi đến các văn phòng và thậm chí đưa ra các tuyên bố trên mạng đe dọa, khiến cho nhiều người Haitian họ phải ở nhà, trẻ em không đi học. Các mối đe dọa này gây ảnh hưởng thực sự. Bây giờ họ không đi làm, không có lương. Mấy đứa nhỏ đi không đi học một ngày, mất bài làm, vân vân. Rồi một lớp giảng của thầy cô giáo. Tất cả những cái chuyện đó gây ảnh hưởng trực tiếp. Và vì thế đe dọa nghiêm trọng có. Thêm các luật liên quan đến quấy rối nữa. Tức là cái chuyện không có ra gì hết mà tự nhiên tuyên bố
và gây ảnh hưởng, thì điều đó đã khiến cho các vấn đề nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, charge, truy tố là như thế, nhưng mà không biết được thực hiện thì như thế nào. Đây là một trong những biểu ngữ để kêu gọi chính quyền, trong đó California, trong thời gian qua, ông Gavin Newsom và các nhà làm luật đã bị áp lực khá nhiều. Và phần lớn chúng ta thấy ở những tiểu bang theo dân chủ đó, họ có khuynh hướng bảo vệ những người yếu thế hơn. Mà trong trường hợp này, landlord thì không có yếu thế tí nào, nhưng mà renters, những người thuê mướn, gặp yếu thế. Thực ra luật của California cho đến giờ phút này có những cái vấn đề mà tại sao ông Gavin Newsom phải nhúng tay vào hỗ trợ. Chúng tôi trở lại ngay sau quảng cáo. Chợ Tràm Chim trên đường Westminster trong khu chợ Sài Gòn là nơi lý tưởng để gặp mặt bạn bè với các món tôm hùm xào đặc biệt, tôm nghêu, hào sò nướng, lẩu dê, món mới cá nướng da giòn thơm ngon không đối thủ. Cuối tuần tăng cường thêm món gà nướng lu, đặc biệt sót hay party tray cho 10 người chỉ từ 220 đồng, tặng thêm khay trái cây tráng miệng hay 5 khay có luôn 5 pound lobster chỉ có 320 đồng, free delivery trong vòng 5 mile. Quý khách đến tiệm ăn trên 100 đồng sẽ được tặng một con cá nướng. Chợ Tràm Chim mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. 7149513194. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Và thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ. Giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949 629 0103.